Dạ hello, em xin chào. Hôm nay là ngày 1 tháng 9 âm lịch. Ở bên cửa hàng em có bán được một cái xe Chevrolet Cruze ra về Thủ Đức, được cô tin tưởng, cô cọc 10 triệu. Bây giờ em chạy qua cho cô coi xe rồi bàn giao chiếc xe cho cô. Bây giờ em sẵn đi để em test xe luôn. Chút nữa qua tới bên đó rồi có gì em quay thêm một đoạn nữa. Theo dõi em nha. Đây là con Chevrolet Cruze biển số 47 ha. Xe này thì có rất là nhiều chức năng, rất là độc của chiếc xe. Thì hôm nay Pháp Anh sẽ giới thiệu cho bà con mình về cái dòng xe này. Xe này là màu vàng cát, rất là đẹp. Hình dáng xe còn rất là mới. Xe này thì mình mới phát hiện nha. Cái lúc mình mua mình không biết, mà mình mới phát hiện được cái chức năng gọi là đề từ xa ha. Trên cái remote này nó có cái nút đề này. Mình nhấn giữ nè, mình nhấn giữ hồi nó sẽ đề, bà con nhìn nè, rất là độc. Cái chức năng này mà khi đó lên đó ha, chức năng này mà khi mà mình đậu ngoài nắng như thế này nè, mình bật máy lạnh sẵn nè, mình chỉ có việc leo lên, mình chỉ việc ngồi trong mát ở xa trong kia là mình bấm nút đề này là nó sẽ đề cho mình luôn. Chevrolet Cruze 2010 giao cho anh khách. Con nhìn con coi ngồi con mẹ đâu anh tưởng là được rồi. Quên kỹ rồi. Nhớt lên tới đâu kỹ á, là anh thay nhớt mới thì nó khoảng 5 lít nó ra cho biển xe á. Ở vậy là anh cứ nói thằng thay luôn giùm anh lên cái tiền luôn trời. Ở vậy rồi cái này là nước mát, nước mát thì đây là đủ nè, cái thiếu cho mình đó, không bao giờ nó hụt ở đây. Khi mình đi xa anh mở mình nhìn vô đây thấy nước nó còn là ok. Còn đó hết là mình châm phải không? Đúng rồi, mình mua ở đâu? Nước này ra chỗ rửa xe nó có mà không đi nào nó hết đó đó. Rồi. Nó hết là nó xì nó đi hết. Rồi, nó dạng như nó chỉ còn nhớt chứ nước máy thôi đó. Nếu mà đi xa vậy mà. Rồi cốp mở ra mình về cốc chân. Bánh xe cua nè, gai còn mới nè, mới tinh luôn á, vỏ mới nè, này nồi nè, đồ mở bánh, đồ quay đầy đủ hết. Mình thay, mình thay bánh, mình thay chỗ nào anh chỉ anh được không? Để xử á, cái này nó cũng nặng lắm, phải kêu thợ đi đội đồ đó. Đội thì nó có đầy đủ nhưng mà anh đạp bánh nó không nổi đâu. Tới lúc nó kêu nó giá luôn động luôn. Chứ giờ đạp không nổi đâu. Nè, đóng nè, đóng cái nút quá nè. Không. Đó, vậy thôi, nó xài nút điện đề máy lên nó mở được cớp. Xách chân hả anh? Ở đâu anh? Vậy gần em luôn rồi. Còn khi anh lắp rửa là không có mở được. Nè, đóng ra đi nè, khóa này lại đây không mở được đâu. Khóa này. Ý là giờ mở nó mà sang không được nữa rồi đó. Chứ không phải là không có khóa, này khóa này là... Đó, khóa mở sang đúng không? Đúng rồi. Còn nút máy lạnh thì... Vô. Thấy buốt chưa? Cái cảm giác nó lạnh khác. Đó. Cái này ít thì chắc gió lại, cái này AC rất lạnh nè. Giờ mình gắn cái sim này vô nữa phải không em? Thì anh nếu anh nghe nhạc nhiều anh hãy gắn. Giờ còn bình thường phải không? Giờ mình vẫn trần bình thường phải không? Còn không nhìn cứ phát wifi thì giờ vẫn lên mạng bình thường nè. Phát wifi qua xài bình thường. Wifi của ở đâu có? Chỗ xe điện thoại nè. Mình đi tới đâu anh phát tới đó chứ anh gắn sim chi tốn tiền. Ủa, giờ thử máy anh không có wifi thì sao? Máy nào cũng có wifi đó. Không có máy nào có đó. Anh ra ngoài đó anh kêu anh chỉ nó bật. Nó có một nút một nè. Em chỉ cho mình luôn coi, em mở cái mình. Áp điện thoại nó mới làm được. Điện anh nốt máy vậy. Y như của em rồi. Chuẩn rồi. Nè, thứ này đúng không? Nốt 10 đúng không? Em mở mình được không? Được. Nó khi mình xài anh bấm vô cái này nè, điểm đi cạch di động nè.